trong trường quay chương trình Mr. Perfect Quý Ông Hoàn Hảo, 5 người đàn ông cùng nhau tranh tài và thể hiện trước sự chứng kiến của 403 phụ nữ xinh đẹp. Ai sẽ là Mr. Perfect Quý Ông Hoàn Hảo Việt Nam 2017? Và bây giờ, hãy cùng chào đón người dẫn chương trình của chúng ta, MC Hoàng Rapper. Hoàng Rapper xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị đang đến với game show Quý Ông Hoàn Hảo Mr. Perfect. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media thực hiện cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc bổ gan Boganic của Safaco và đặc biệt là nhà tài trợ chính Sum Heavy hỗ trợ điều trị viêm xoang của Sum Pharma. Quý ông Hoàn Hảo, chúng tôi sẽ được gặp gỡ tất cả quý vị vào lúc 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Hãy chào đón ca sĩ Miko Lan Trinh. Tiếp theo, hãy chào đón diễn viên Tú Vi. Và cuối cùng, đó chính là diễn viên Cát Vượng. Và ngay sau đây, hãy cùng chào đón năm quý ông của chúng tôi. Xin được phép giới thiệu MC Minh Trí. Tôi là đi lên từ một đôi bàn tay trắng với những cái bóng như thế này thôi. Và hiện nay tôi là một chủ doanh nghiệp và có một công ty chuyên về trang trí bong bóng. Nếu bản thân tôi may mắn được trở thành người vô địch trong chương trình Quý Ông Hoàn Hảo, và điều đầu tiên mà tôi mong muốn là tổ chức một chương trình từ thiện cho các trẻ em nghèo. Và đó là niềm khát khao của tôi, tổ chức những sinh nhật yêu thương cho các em chưa bao giờ được một lần biết đến cái sinh nhật đầu đời của mình. Tôi là Quý Ông Hoàn Hảo bởi vì tôi yêu những điều hoàn hảo nhất. Tiếp theo, hãy chào đón ảo thuật gia Hoàng Hải. Tôi là một ảo thuật gia. Tôi có thể giúp cho một người phụ nữ đang buồn thành vui. Điểm yếu của tôi là tôi không biết buồn là gì. Ưu điểm của mình là mình lúc nào mình cũng hướng về gia đình mình. Tôi là một người đàn ông hoàn hảo bởi vì trong gia đình, vợ con tôi là một người đàn ông hoàn hảo số 1. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy chào đón quý ông, đó chính là người mẫu Mario Thành Tâm. Xin chào mọi người, tôi tên là Thành Tâm. Hiện tại bây giờ tôi đang là người mẫu tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 2014 là tôi đã thi cuộc thi Nam Vương Quốc Ảnh và may mắn đến với tôi đã đạt giải quán quân. Tôi luôn tự tin về ngoại hình và tính cách của tôi và nhất là nụ cười của tôi lúc nào luôn tỏa sáng. Tôi là một người đàn ông hoàn hảo vì tôi thích yêu thương và chăm sóc người phụ nữ kế bên cạnh mình. Kính thưa 500 chị em thân mến, tất cả các chị em hãy sẵn sàng hơi thở của mình để chào đón thí sinh quý ông sau đây, diễn viên Thuận Nguyễn. Tôi là 25 tuổi, cao 1m88. Thật sự là cao ta đẹp trai không phải là điểm mạnh lớn nhất của mình. Nhiều khi cao quá nó cũng bất lợi lắm. Cao quá mình chui cái gì đó không được. Nhược điểm lớn nhất của Thuận là Thuận bị một cái bệnh mà cũng khó nói ra, không lây á. Cho nên là trước khi mà mình có người yêu, khi mình hết yêu sai cái đã, hết yêu sai cái đã. Tôi là quý ông hoàn hảo bởi vì tôi rất thích phụ nữ mập và lùn. Và cuối cùng sẽ là sự xuất hiện của quý ông, người mẫu Nguyễn Ngọc Khoa. Xin mời! Tôi là Nguyễn Ngọc Khoa. Năm nay tôi 24 tuổi. Hiện tôi đang là một người mẫu và là một diễn viên. Mình đã từng là top 24 của Việt Nam Next Top Model 2016. Nhược điểm của mình là khá lười và rất là thích ngủ. Có một lần là mình ngủ từ sáng cho tới tối. Và ở bên ngoài là bấm chuông yên ỏi. Không nghe cái gì hết. Tôi là một người đàn ông hoàn hảo bởi vì tôi không hề hoàn hảo, nhưng tôi biết cách làm sao để trở thành hoàn hảo nhất trong mắt những người mà tôi yêu thương nhất. Và ngay sau đây, xin mời tất cả quý vị đến với thử thách đầu tiên được mang tên thử thách nam tính. Vâng, xin chào cả nhà. Ngay bây giờ đây thì mình chỉ xin được phép chia sẻ với cả nhà về bộ môn bong bóng nghệ thuật. Con cháu tay không về được không ạ? Và bây giờ trên tay của Trí đang chiếc bong bóng tạo hình bong bóng ở phía trước là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ đây thì Trí xin được phép lấy con bóng này, mình sẽ tạo hình một sản phẩm ở phía sau lưng. Dạ, yeah, ok.
Trời ơi, hết hồn à. Xin chào cả nhà. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ biểu diễn cho tất cả các bạn ở đây coi cùng một tiết mục. Thường thường là tiền đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn kỹ động tác này được không ạ? Các bạn có thể nhìn kỹ động tác mình đang làm xét tiền đúng không? Bây giờ mình phải xé một góc nhỏ này. Mình ăn cho các bạn xem nha. Rồi. Các bạn thấy mà đây là tiền nó mắc hết một góc đúng không ạ? Nữa mình ăn mình đã cho con rắn này nó ngậm rồi giờ nó trả ra, trả lại nha. 1 2 3. Thấy không các bạn thấy không ạ? Có thể bắt một con nhỏ nhỏ hay quá. Có thể cho mình một tấm hình được không ạ? Trời ơi. 3 2 phút của ông cha Hoàng Hải đã kết thúc. Okay. Xin cảm ơn. Ngay sau đây xin mời tất cả quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với sự góp mặt của năm quý ông. Quay trở lại với quý ông hoàn hảo Mr. Perfect. Và bây giờ hãy cùng nhau thưởng thức tác phẩm nghệ thuật thể hình dành cho cả năm. Đầu tiên hãy đón chờ xem tác phẩm nghệ thuật hình thể của MC Minh Trí như thế nào. Đây. Cảm muốn tấm ảnh của anh Trí. Tôi chỉ thấy là cái hình mà chú bỏ hôn rắn là cái tự nhiên nhất. Còn ba tấm còn lại nó có một cái gì đó nó
lây về tâm lý hay sao. Và tiếp theo hãy đón chờ xem những hình ảnh của Thảo Thập Gia Hoàng Hải. Có nó hình bên đây nè, rắn gốc lên đẹp ghê không? Cảm ơn ban giám khảo và chúc mừng anh Hoàng Hải. Rồi bây giờ Mario Thành Tâm sẽ rất hồi hộp để đón chờ bốn bức ảnh của mình. Xin mời. Tâm là đẹp nhất rồi đấy. Rất đẹp. Chung là thần thái của em rất là tốt trong cái những ảnh này, tại vì sao không? Đúng đúng với cái chất của em nó. Dạ, dáng người cũng đẹp. Nam vương rồi thì mình kêu là chụp hình để khen thì em nghĩ là cũng thừa. Tại vì và còn biểu diễn catwalk rồi những cái thần thái nữa tuyệt vời, nhất là cái góc thứ tư này. Trời ơi soái ca, anh có thể tránh ra khỏi cái góc nhìn của em được không? Thiệt. Tự nhiên đang thấy quá đẹp tự nhiên tuột xuống đây. Oh my god. Wow. Yes. Tuyệt vời. Và bây giờ để xem soái ca diễn viên Thuận Nguyễn sẽ có những hình ảnh như thế nào. Đó. Wow, wow, wow. Oh my god. Em thấy con rắn này nó hư quá à. Hư chỗ nào nào? Vô áo của Thuận xong rồi cái nó kéo nó Thuận lên. Vậy hả? Vậy Lan Trinh có ước mình là con rắn lúc đó không? À không, em không ước em là con rắn. Chứ em ước là con gì? Em ước em là... Thôi để chị nói riêng với em sau nha. Và chúc mừng Thuận Nguyễn. Và bây giờ tất cả các cô và MC đang rất nôn nóng đón chờ hình ảnh của Ngọc Hoa. Trời ơi. Ngọc Hoa đang vào vai một anh chàng rất là ngây thơ, ngây ngô. Một đứa con của rừng núi. Bạn đã chọn một cái cách diễn rất là khác, hát rồi kết hợp với kịch nữa, tạo ra một cái tiểu phẩm ngắn rất là ấn tượng đối với chúng tôi. Và bây giờ thời gian mình chọn bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc và bây giờ hãy chờ đón sự quay trở lại của năm quý ông. Bây giờ không biết là cảm xúc của từng người như thế nào đây. Đầu tiên hãy gặp gỡ MC Minh Trí. Có cả trăm lý do để cho quý vị khán giả chọn ra quý ông phải dừng chân. Và hy vọng sẽ không có lý do đó dành cho anh. Sẽ có hai trường hợp xảy ra dành cho anh Minh Trí. Một, đèn sẽ sáng lên, lấp lánh để chúc mừng anh vào cộng đồng. Hai, nước sẽ đổ ập xuống đầu anh. Và ba đèn của nước này. Wow, đèn đã sáng rồi, chúc mừng anh. Chúc mừng anh Minh Trí. Và bây giờ hãy gặp gỡ ảo thuật gia tài năng của chúng tôi Hoàng Hải. Và hy vọng anh Hải vẫn có thể ghi điểm trong mắt các người đẹp. Không biết là đèn sẽ sáng lên hay nước sẽ đổ xuống. Liệu anh Hoàng Hải sẽ bước tiếp vào vòng trong hay không? Chúc mừng anh ơi. Chúc mừng anh Mario Thành Tâm. Thành Tâm mà nói, em đang suy nghĩ điều gì? Em suy nghĩ là nếu mà em bị loại từ vòng này thì em lại tiếp tục đi tìm sự hoàn hảo cho mình. Dạ vâng. Chúc bạn thành công. 1, 2, 3, sẵn sàng. Hy vọng cái động lực Mario này hãy thật nhiều năm và ghi thật nhiều điều cho việc này. Wow, chúc mừng thành công. Yeah. Như vậy là nguy cơ bị loại đã thuộc về hai quý ông còn lại mỗi người 50-50. Thông Nguyễn. Dạ. Nếu như bị loại ngay bây giờ luôn thì bạn có nghĩ là mình sẽ thoát kiếp ế không?
À, dạ em nghĩ là sẽ thoát á, tại vì tới đây thì khán giả cũng biết em nhiều rồi. À. Dạ. Và cái cơ hội để mọi người có thể hiểu rõ về bản thân em cũng đã có rồi đúng không nào? Dạ, đúng rồi. Còn Ngọc Khoa, bạn có muốn dừng lại không hay vẫn muốn đi tiếp? Tất nhiên là mình vẫn muốn đi tiếp chứ. Ờ, đương nhiên rồi. Và chúc cho cả hai quý ông còn lại sẽ có sự may mắn của riêng mình. Ông Nguyễn hay Ngọc Khoa đây? Ai sẽ là quý ông phải dừng chân và nói lời tạm biệt với tất cả các em? Dừng chân không có nghĩa là chúng ta. Dừng chân có nghĩa là các em cô của chúng ta sẽ thêm bước chân thẳng hơn và dọc đường khác. Đang quay trở lại với quý ông hoàn hảo Mr. Perfect. Anh Bình Trí có 3 ngành nghề như sau: 1 là vận động viên aerobic, 2 là vũ công, 3 là nghệ sĩ xiếc. Thuộc về ba quý cô đang đứng trên sân khấu nhưng chưa biết ai sở hữu nghề nghiệp nào. Anh hãy chọn ra một nghề nghiệp mà mình cảm thấy yêu mến nhất và tự tin nhất với vị chủ nhân thật sự của nghề nghiệp đó. 10 giây bắt đầu. 1, 2, 3. Đây là phụ nữ mà tôi chọn là về nghề xiếc. Và anh Minh Trí đã quyết định ngay lập tức trong 10 giây. Người phụ nữ số 1 chính là một nghệ sĩ xiếc đúng không ạ? Chúng tôi ghi nhận kết quả này của anh Minh Trí và chúc anh may mắn. Con trai à, ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt. Chắc là phải tuyển vợ cho con trai chứ con ế kinh niên rồi. Ế đi vô truyền thuyết rồi. Ba cô gái này con trai thích cô gái nào nhất? Dạ, con được chọn. Con chọn đi con. À... Trời, thấy chưa? Đó, hỏi sao không ế gặp gái đẹp cái đâu. Dạ. Không, tại vì mình phải quan sát trước. Tại vì nãy giờ ba người, có hai người này nhìn em mà có người này không nhìn rồi. Chắc là em chọn. Đó, đó, ghê. Lựa ngay cô gái không thèm nhìn vô cái bản mặt của mình. Như vậy Thuận Nguyễn sẽ quyết định nghề nghiệp vũ công sẽ thuộc về quý cô nào trong ba cô. 1, 2, 3. 10 giây bắt đầu. Ta nói duyên tiền định thì sao? À. Tại vì em thấy mấy bạn vũ công thì hay dán dán á. À, mỗi lần mấy bạn vũ công mà nhảy ra cái gì đó hay làm cái gì đó mà không có cái đôi mang đôi giày mà không vừa chân á. Ừ. Mấy bạn hay dán lắm. À. Cho nên là em nghĩ cái người em chọn cũng đang dán dán cái gì ở dưới đó. Dán dán. Thuận Nguyễn đã để ý đến một tiểu tiết. Anh ơi. Là dán dán, là ý em nói là dán băng keo vô cái dài vô cái chân á. Dạ đúng rồi anh Hoàng. Như vậy Thuận Nguyễn đã quyết định lựa chọn nghề nghiệp vũ công thuộc về cô gái số 2. Chúc cho bạn may mắn. Anh thích nghề nghiệp nào nhất à? À, xiếc xiếc đi. Như vậy thì trong ba cô này quý cô nào mới thật sự là một nghệ sĩ xiếc? Anh hãy đưa ra quyết định của mình sau 10 giây bắt đầu. Vẫn còn 5 giây để anh vẫn chọn con này à. Hết giờ. Và anh vẫn cương quyết với đáp án của mình. Và chúng ta sẽ đón chờ kết quả thật sự như thế nào. Bạn sẽ chọn ra một nghề nghiệp mà mình yêu mến và tự tin nhất. Mời bạn. Em nghĩ là vũ công. Bạn có 10 giây để suy nghĩ và quyết định nghề nghiệp vũ công thuộc về ai trong ba cô gái này. 10 giây bắt đầu.
hãy thật cẩn thận đưa ra quyết định chính xác của mình. 1, 2, 3 à, hết giờ. Em nghĩ là theo em chọn thì bạn thứ ba. Cô gái thứ ba sẽ là người có nghề nghiệp là vũ công, theo đúng với sự lựa chọn của Thành Tâm. Chúc cho bạn may mắn. Một tràng pháo tay dành cho Thành Tâm. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người đón chào quý cô đầu tiên màn số 1. Xin mời. Với sự lựa chọn của hai quý ông có cùng đáp án là lựa chọn cô gái số 1 với nghề nghiệp là xiếc, thì bây giờ xin mời MC Minh Trí cùng với ảo thuật gia Hoàng Hải bước lên đây để cùng diễn tương tác với cô gái số 1 này. Và bây giờ màn biểu diễn tương tác bắt đầu. Ngay bây giờ đây, Linh Thị sẽ vừa giữ tăng bằng chai vừa rót nước vào các ly. Thật tuyệt vời. Cảm ơn Kim Thủy rất nhiều. Như vậy đã có hai quý ông đưa ra được đáp án chính xác của mình. Hy vọng hai quý ông còn lại sẽ có cơ may đó. Xin mời Thuận Nguyễn bước lên và cùng với cô gái số 2 tương tác một số động tác sau đây để xác định xem cô ấy có phải là vũ công hay không. Xin mời. Trời, sinh một cặp hay sao? Ôi. Đúng không? Và hôm nay hình như là người khác này Xe duyên. Mà nói nghe nè, có tập sẵn không? Dạ không. Thấy chưa, không tập mà hai người múa như trời sinh một cặp. Và rất là đẹp đôi. Nhìn cái nét của tôi nhân danh hôm nay tôi gả luôn. Trời đất ơi. Giống như mẹ cô dâu. Gả luôn. Vậy ơi, chị làm em đau lòng quá rồi đó. Cô nói nha, cái thần thái con lên sân khấu con sáng lắm. Yeah. Và cái đó là cái rất là đặc biệt và rất cần thiết cho một nghệ sĩ. Cô chịu con, ok. Rồi. Cảm ơn bạn giám khảo rất nhiều. Bây giờ xin mời Thành Tâm hãy cùng tương tác một số động tác cùng với quý cô số 3. Thank you.
Tâm Huỳnh Như rất nhiều. Cảm ơn Thành Tâm. Dạ má ơi, má muốn gả luôn không má? Má thì thấy cặp này nó bị sai nhiều quá. Má gả má bị ăn đòn sao? Trời ơi, nhảy cái gì đâu mà, thí dụ nhảy thêm 5 phút nữa chắc là xúc sổ hết luôn á Tâm. Xúc sổ đâu tháo luôn anh. Nhưng mà Mario Thành Tâm cũng đã rất cố gắng để cống hiến hết sức mình và hợp tác cùng với bạn nhảy của mình, mặc dù là đội nhảy này rất mạnh. Mạnh nay nó nhảy luôn. Ừ. Cô này chuyên nghiệp bao nhiêu, là anh chàng kia là có kệ của bao nhiêu xài hết bấy nhiêu. Và không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái số 2 là Vũ Công và cô gái số 3 chính là vận động viên Aerobic. Và bây giờ xin mời bốn quý ông bước về phía khu vực trung tâm của sân khấu để lắng nghe phần nhận xét của ban giám khảo. Đầu tiên thì mình phải thấy ở vòng 2 này thì lợi thế đã nghiêng về anh Minh Chí cũng như là anh Hoàng Hải. Và hai anh cũng đã vô cùng xuất sắc khi mà nhìn vào thần thái của người phụ nữ và biết được họ làm nghề gì, chứng tỏ là hai anh là người rất là nhạy cảm, đúng với tiêu chí mà quý ông Hoàng Hảo đang tìm kiếm. Yeah, cảm ơn Trinh. Về Thuận Nguyễn với lại Mario Thành Tâm á, thì Thuận ơi, một lần nữa em chinh phục hết tất cả các quý cô ở đây. Phần đầu á hả thì rất là xinh đẹp, quyến rũ, mà phần này á thì chị đang muốn giành giật em thì người kia gả em mất tiêu rồi. Đâu, chị gả nhưng mà quan trọng em nó có chịu hay không. Bây giờ em chịu bé đó hay là em chịu bé này? Ờ chị ơi, chị hỏi vậy em quê lắm chị, em dùng. Đúng rồi đó, biết kết quả rồi. Còn Tâm ơi. Chị cũng lo cho em quá, Tâm ơi. Còn riêng Tú Vi, bạn cảm thấy là óc quan sát của quý ông nào khiến bạn ấn tượng nhất? Vi ấn tượng nhất là với Thuận. Thuận có cái sự quan sát và kỹ lưỡng. Thật ra em thích những người đàn ông chậm rãi và từ tốn và kỹ lưỡng. Khi mà bạn số 2 bước ra, em đã thấy là có cái băng keo rồi. Và khi Thuận nhìn thấy, có băng keo. Chứ có thể là những người vũ công thì em rất là thích cái khúc đó. Dạ. Yeah. I'm your fan. Con á, mẹ vẫn đang nói gì với con? Dạ mẹ. À, mẹ gả con rồi. Dạ. Chuyện đó, cái chuyện kia là của con nha. Thì cái sự tinh tế của con rất là cao. Con ra con nghĩ một cái, nghĩ cái kiểu mà rất sâu là sắc lắm, sâu kìa. Sắc lắm kìa. Xin cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Và bây giờ thời gian bình chọn bắt đầu. Thời gian bình chọn cho vòng thử thách trí tuệ đã kết thúc. Hãy gặp gỡ lại bốn quý ông của chúng ta. Quý là MC Minh Trí, anh tin là anh sẽ vượt qua được cửa ải này không ạ? Mình rất là tự tin với những quyết định của mình. Và hy vọng anh sẽ tiếp tục bước vào vòng trong. Vẫn là cái cảm giác bước vào căn phòng này rất hồi hộp, đón chờ xem liệu nước có đổ xuống hay không, hay đèn sáng lên để chúc mừng cho MC Minh Trí. Chúc mừng anh Minh Trí. Wow. Yeah. Như vậy là mọi người đã không chọn anh Trí nhiều, nhưng liệu là mọi người sẽ chọn ảo thuật gia Hoàng Hải nhiều hay không? Thì mình cảm thấy mình đi tới vòng này thì mình cũng là vui rồi. Nếu mà các bạn gái ở đây nếu mà có thương mình thì mình chọn cho mình đứng thêm vòng nữa, còn không thương thì sao cũng được ạ. Ảo thuật gia tài ba từng trải, Hoàng Hải sẽ vượt qua được thử thách này hay không? Nước sẽ đổ hay đèn sẽ sáng? Chúng tôi rất mong chờ tiếp bước của anh ở vòng thi tiếp theo. Và bây giờ xin mời ba quý ông hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần của mình để bước tiếp vào vòng thi được mang tên thử thách đời thường. Chào đón quý vị đang quay trở lại với quý ông hoàn hảo Mr. Perfect. Và ngay sau đây, thử thách đời thường sẽ mang lại rất nhiều tình huống rất là khó khăn, khó xử dành cho các quý ông của chúng tôi. Xin lỗi á. Ê, nói nghe nè. Tôi
nhau để tôi nói chuyện một xíu thôi. Ví dụ sao chị, nhưng mà nói tao em đâu, em đi với bạn của em, bạn bạn trai mới của em. Em xin lỗi anh, hồi nãy em lỡ lấy hình ảnh của anh á, em nói anh là một cái mới của em á, để cho ảnh đừng làm phiền á, mà em cũng hỏi ý anh á, em ngại quá, giờ em biết mấy, em xin lỗi anh. Dạ, tại vì em có bạn trai này á, mình chơi cũ thôi, em quen mình trước là năm rưỡi, mà ngày nào cũng gọi điện cho em làm phiền em á, em đi làm anh biết không, em cũng không có, em xin lỗi. Đó, lại làm phiền em nữa, cứ như vậy có tin. Hay là anh em mở thế ra, anh chỉ cần cho nhìn thấy ảnh đó, rồi anh nói là anh là bạn trai mới của em, mới quen 3 tuần gì đó, để cho ảnh đừng gọi làm phiền em nữa. Thì điều cũng hay lắm. Em biết. Thằng anh đó ở đâu? Dạ, ổng ở Cuốc, ở ngoài Hà Nội á. Anh giúp em một lần, em biết rồi. Em... À, giống như anh chỉ cần giống như nhìn thấy anh nói giúp em là anh là bạn của em. Chứ em ngày nào em cũng bị như vậy mà số em không có bỏ được. Thì cứ điện thoại vậy đó anh. Thì cứ báo chặn số đi, báo nhà mày chặn đường mà. Thì cứ báo cái số đó là cứ làm phiền tôi, là chỉ báo là nó sẽ chặn cái số đó, không có lợi gì được. Nếu mà anh chặn được á, thì em đã chặn lâu rồi. Mình chặn điện thoại, mình không trả lời thì giống như người ta nghĩ mình còn lưu ý cái gì á. Nên em muốn giúp hết, nhưng mà lỡ hôm nay có duyên gặp anh giúp em. Thế này, không biết được đâu, em sorry. Anh làm ơn anh đừng có làm phiền em nữa. Bây giờ em đang đi công chuyện, đi với bạn trai mới của em. Đây là bạn trai mới của em, vừa lòng anh chưa? Thôi nhá, bây giờ em phải vô uống nước, có gì gọi sao. Anh đừng có làm phiền em nữa, tội nghiệp em lắm. Ờ dạ, chào anh. Lỗi anh nha. Dạ, thôi. Dạ, em muốn không? Em chia tay được 2 tháng rồi, nhưng mà anh này anh cứ gọi được tiền. Hay là anh giúp em cho anh thấy anh vậy đó, rồi anh nói là anh cũng là bạn nên tìm hiểu cũng được, để cho anh ngừng lại. Em dạ. Em khổ lắm. Em tên là Lâm. Cái vấn đề em đã gọi là chị đã nói. Nhưng mà chính mình chỉ là bạn bè thôi. Sao đấy? Bây giờ giúp anh nói. Em đang uống cà phê với bạn em. Hồi nãy em có đưa cho anh thấy rồi. Bạn em đang ngồi với em làm việc. Em cho anh thấy bạn của em. À, chào anh. Chào. Cảm ơn anh nha. Em không có người mới, em chỉ là bạn của Linh thôi. Mà nãy giờ anh gọi nhiều quá, với lại thấy Linh cũng khóc, với lại chia sẻ nhiều quá. Em cũng hơi ảnh hưởng cuộc sống của Linh đó. Chuyện lý gì đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Em cũng chẳng đùa ra làm gì nha. Rồi em cũng không có là gì của Linh hết, cũng không phải là người yêu mới luôn. Anh đừng có hiểu lầm. Và cái đi ông kia không có quyền gì ở đây, tại em không nói làm gì ở đây. Quyền gì ở đây nói. Quyền gì ở đây nói. Không phải người yêu là quyền. Có chứ. Có chứ, bạn quan tâm với nhau cũng là quyền dạ, chứ anh cũng đâu phải là gì của em đâu. Bà xã giao em là quyền đây. Tóm lại bây giờ ngoài ra là chỗ nào tôi ra cũng dạy 2 người. Anh đâu không biết. Cái gì? Anh nói bị này ra. Anh ở đâu? Tôi sẽ ra. Bị anh nói là nó cái mẹ em không nghe, em không biết được. Bị lừa là à? À, bị lừa mẹ em không lừa. Không có lừa gì hết, anh chẳng có lừa gì anh hết á. Anh biết tên là gì đưa gì? Nó làm gì vậy? Để anh có quyền nhau anh hỏi tôi. Dạ.
Anh nghĩ là dễ lắm, bây giờ mình có thể chặn số điện thoại. Còn cái cách nãy giờ nãy anh ta nói chuyện á, anh ấy cũng không phải là mình tốt rồi. Em nghĩ là bây giờ chỉ cần nghe, anh cần cái gì thôi. Anh muốn cái gì thôi, cứ làm việc điện thoại cũng tốt đâu. Thôi mình khóc nữa là mình tốt nữa. Em cũng có bạn trai mới rồi, anh cứ gọi cho em hoài như vậy sao được? Không, không bảo đừng yêu em đâu. Trời ngại quá, chào anh. Nãy bạn trai của em á, bạn trai cũ, gọi làm phiền. Em bí quá, em nói đang đi với bạn trai. Cái hỏi em chịu qua, em thấy anh á, mà em không có xin phép anh cái hình ảnh á. Cho em xin lỗi nha. Dạ, không sao. Dạ, lỡ nữa mà em nói chuyện với anh, ngày nào em cũng bị giống như làm phiền còn mẹ em á, là bị tim á, ngày nào cũng nghe vậy. Cái mẹ em cũng buồn khóc, em sợ. Hồi nãy em nói với bạn em á là mẹ biết ok, anh giúp em, giúp em cho anh biết là em đã có bạn trai, đừng có làm phiền em nữa. Em nghĩ là 4 ngày hay là anh giúp em được không? Em yêu đang ở đâu rồi? Em đã nói là em đang đi uống cà phê với bạn trai của em. Anh đừng có làm. À, chào bạn. Mình là bạn trai của Vy. À, đây là gì á? À, mình tên Tâm. Chị Tâm. Thứ nhất á, bạn nói chuyện với mình á, mình nói chuyện với bạn rất là đàng hoàng. Cái cách nói chuyện của bạn á, hình như là không có được đàng hoàng cho lắm. Yêu nhau đâu chứ. Mà mình với Vy quen nhau cũng được 2-3 tuần rồi. Hai người đang ở đâu đấy? Mình với Vy đang quán cà phê, nhưng mà mình nghĩ là cái chuyện mình với Vy đi cà phê hay bất cứ đi đâu thì cái chuyện này không có liên quan tới bạn. Từ vì bạn với Vy đã chia tay với nhau rồi, Vy đang đi làm. Bạn biết công việc bây giờ tìm rất là khó khăn. Bạn cứ gọi và cho Vy lúc 5 giờ sáng, Vy không có thể nào Vy có thơ tinh thần để đi làm được hết. Nếu bạn là một người đàn ông chín chắn và người đàng hoàng thì mình nghĩ bạn không nên tiếp tục làm phiền Vy nữa. Bây giờ Vy cũng đã có một cái hạnh phúc là đang quen mình rồi, thì mong bạn là vui vẻ và chúc mừng Vy với mình quen nhau. Để làm việc của Vy nha, còn khi của mình chỉ làm việc của mình. Và tóm lại bây giờ này, tôi muốn gặp cả hai người để giải quyết lần xong. Nhắn cho tôi cái địa chỉ được quá. Mình nói cho bạn nghe là không có việc gì mình phải gặp bạn hết trơn. Ok, mình nói chuyện với bạn rất là bàn, nhưng mà cách nói chuyện của bạn thật sự không ok. Ok, anh nghĩ em chia tay với bạn trai này là đúng rồi Vy, anh nói thiệt đó. Thật sự anh không phải là người trong cuộc, anh mới biết em đây mới có mấy phút thôi. Nhưng mà vì cách nói chuyện của bạn ấy thì anh nghĩ là bạn ấy thật sự là không có được ok cho lắm. Bạn giám khảo cảm thấy ưng ý với cách xử lý của anh chàng nào ạ? Bạn Ký thì tôi thích bạn ở chỗ là bạn cái sự cẩn thận của bạn. Bạn cái sự quyết đoán, cuối cùng là bạn không giúp người con gái đó, cho dù người con gái đó có chết trước mặt bạn. Còn con á, cái mà cô thích nhất là cái lúc mà cái người mà đóng bạn trai xuất hiện đó. Trời, cái thần thái của con dễ sợ thiệt, giống như là mày đụng mà tao quất mày liền đó. Tao quất không phải gì là tao yêu cô này, đúng không? Các bạn, mà tao quất gì là mày là đàn ông mà mày đối xử kỳ quá. Tao đập mày á thiệt, kiểu đó đó, rất là hay, rất là thích. Còn cưng thì cái tâm cưng nó giống cái tên của cưng luôn. Cái tâm quá lớn. Và những cái người mà cái tâm quá lớn thì mà tin, rất là dễ tin người nha. Mà khi tin người như vậy, một là mình sẽ giúp được ai đó trong cái chuyện gì đó trong cái xã hội này. Hai, người chết là mình. Mà mong sao trong cái xã hội này vẫn còn đâu đó len lỏi những cái chuyện như thế này, là mình giúp ta thiệt. Thực ra nếu mà để tỏ rõ quan điểm của Vy thì Vy thích nhất là phần của Tâm. Tự vì có thể là em cũng sống như là Tâm á chị. Tức là nó cũng có cái phần gọi là mình bản năng một tí xíu, và nó không có suy nghĩ và giải quyết quá như là lý trí giống như là Thuận. Về cách của anh Chí, em rất đồng ý với anh. Cũng có những trường hợp mình phải đề phòng, nhưng em nghĩ là có thể mình vẫn mở ra một con đường nào đó, vài lời khuyên chẳng hạn. Và sau đó khi thấy cô ấy lại tiếp tục nhây, cứ cố bắt mình vô cái tình huống cô ấy muốn,
mà mình đưa ra cái giải pháp cô ấy không chịu, thì khi đó anh kết luận rằng đây là lừa hoặc đây là tình huống của ban tổ chức thì anh không tham gia. Em thấy vậy hay hơn, và từ cái cách suy nghĩ của em nên em thấy cái cách giải quyết của Thuận là hay nhất. Xin cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Và bây giờ thời gian bình chọn bắt đầu. Hãy trở lại với ba quý ông của chúng ta. MC Minh Tiến, vẫn còn cảm xúc hồi hộp hay bây giờ anh đã cảm thấy tự tin và thoải mái hơn rồi? Cứ bước vào đây là hồi hộp, nhưng mà mình vẫn tin với quyết định của mình. Nói thật chứ anh em ta đều là những người có gia đình rồi. Và nếu như Hoàng Rapper thì chắc cũng sẽ chọn cách giống như anh Minh Trí mà thôi. Nhưng mà chắc có lẽ phần góp ý của ban giám khảo cũng rất là đáng giá, đúng không ạ? Chúng tôi đang rất mong chờ ánh đèn sáng lên để có thể tiếp tục theo dõi chặng đường MC Minh Trí. Những con vượt thử thách của anh Minh Trí rất quyết đoán, bản lĩnh và đàn ông. Wow! Như vậy những dòng nước mắt đã đổ xuống và chúng ta hãy nói lời tạm biệt với MC Minh Trí. Wow, xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy đến với vòng thi cuối cùng trong ngày hôm nay. Thử thách quý ông Hoàng Hảo. Và bây giờ xin mời ban giám khảo với câu nói đầu tiên. Phụ nữ luôn thấy thiếu quần áo đẹp. Quần áo đẹp đúng. Đó vậy họ mua sắm miết luôn, sắp bên ngoài luôn. Thấy thiếu nhiều lắm phụ nữ, tụi em thấy thiếu đủ thứ. Phía sau một người đàn ông thành công là một người phụ nữ ở không? Yeah. Yeah. Đó. Trời mình thích câu trả lời này. Nghĩ vậy luôn á. Để nhìn thấu nội tâm một người phụ nữ, bạn sẽ đưa cô ấy vô phòng khám chụp X quang. Ghê chưa? Dễ thương bộ. Hay á. Cách tránh thai tốt nhất là cách tránh thai tốt nhất là thôi mình đừng làm gì hết đi. Không làm thì khỏi. Cách này không có hay. Mẹ lấy con gái lại liền của mẹ. Rồi cách tránh thai tốt nhất em là thấy không làm gì hết rồi chung hoài á, không hoài hết rồi. Em thấy là nhưng mà xưa mà con thấy á, mẹ con ở nhà á đi đặt vòng nè, về sau cũng bệnh. Mà uống thuốc á thì về sau cũng bệnh. Cho nên là thấy thương phụ nữ lắm, cho nên là tốt nhất á, muốn thì đừng có làm gì hết. Đó, chưa, đàn ông tâm lý ghê chưa? Tội nghiệp vợ con chứ. Thôi, cổ vật. Phụ nữ như những con đường càng cong càng nguy hiểm. Wow. Wow. Ghê ghê. Trả lời mà anh diễn luôn. Ủa cái này được không? Hay quá vậy ta, con nghĩ ra được. Ta nghe nè, làm lại cái câu câu lại. Càng cong càng nguy hiểm. Trời ơi. Còn công hơn mình nữa. Tình yêu là một giấc mơ dài ngọt ngào. Nếu tình yêu là một giấc mơ dài ngọt ngào thì anh luôn mong mình ở trong giấc mơ đó. Wow. Trời ơi. Không hiểu sao mà ế được. Không thể tin được. Lạ đó rồi, nghe trời. Tin quá. Làm sao mà ế được. Lạ đó rồi, trời đó luôn. Người đàn ông thông minh là không bao giờ cãi lời phụ nữ. Trời ơi. Thường thường phụ nữ em thấy là lúc phụ nữ đang giận á, mình đừng nên cãi. Để xong hết rồi mình lại mình nói chuyện nhỏ nhẹ, lúc đó mới vô. Tâm lý, tâm lý. Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời gái đẹp lại thương trai nghèo. Cô thì cô thích câu trả lời này của con á. Quá hay. Nhưng mà trong cái xã hội này xác suất nó cũng có nhưng mà ít, đúng không? Ê, tôi, ủa sao kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Em ơi, đây, tôi, hai đứa tôi luôn. Rồi, tôi bà. Sao vô nhìn mẹ vô vậy? Ý là già tự nhận mình đẹp. Cái đại tự khoe là chồng nghèo. Và bây giờ, thời gian bình chọn bắt đầu. Mario Thành Tâm hay Thuận Nguyễn sẽ trở thành quý ông hoàn hảo của kỳ này. Chúng ta sẽ biết được
sau vài phút nữa mà thôi. Kính thưa quý vị, và thời gian bình chọn đã kết thúc. Ai trong số hai quý ông đang đứng ở trên đây sẽ trở thành quý ông hoàn hảo đây? Thuận Nguyễn hay Mario Thành Tâm? Tất cả đã sẵn sàng. Bạn cảm thấy hài lòng với tất cả những bạn vượt thử thách của mình không ạ? Em cảm thấy là tạm hài lòng tới tất cả thử thách của em. Em muốn chia sẻ là mọi người không biết là em với Thuận là bạn rất là thân với nhau, chơi rất là lâu. Vậy hả? Chờ tới phút cuối tụi tôi mới biết đó. Dạ. Trước khi Thuận làm diễn viên, Thuận có làm người mẫu, đã rất đi diễn nhiều show với em rồi. Vô tới vòng này em với Thuận đối đầu với nhau, ai thắng cũng vui cho cả hai hết. Cảm ơn tinh thần thượng võ của Mario Thành Tâm. Thuận, dạ. Ngày hôm nay cái điều gì mà khiến cho bạn cảm thấy hài lòng về bản thân mình nhất? Điều em khiến em hài lòng bản thân về bản thân của em ngày hôm nay á, chính là em làm cho tất cả mọi người ở đây vui. Chỉ đơn giản vậy thôi, làm cho các chú cô vui là hài lòng rồi. Cảm ơn Thuận Nguyễn. Chúc cho cả hai quý ông sẽ có cơ hội trở thành quý ông hoàn hảo của tuần này và bước tiếp vào trận chung kết quý ông hoàn hảo của tháng. Hãy đón chờ xem. Đã thuộc về Nguyễn. Nguyễn rất xứng đáng một lần nữa, chúc mừng bạn. Có hồi hộp không và có nghĩ là mình sẽ là người phải ra đi không? Dạ cũng có nghĩ. Nhưng mà những gì mà bạn đã thể hiện cho tất cả mọi người rất xứng đáng với độ hoàn hảo không sai một ly của Thuận Nguyễn. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến phần trao giải thưởng tổng giá trị lên đến 35 triệu đồng dành cho diễn viên Thuận Nguyễn. Đầu tiên, chúng tôi sẽ được phép xin mời lên sân khấu đại diện của nhà hàng Sambelli của Sunshine đến từ Pháp trao tặng giải thưởng trị giá 5 triệu đồng cho Thuận Nguyễn. Xin cảm ơn nhà tài trợ rất nhiều. Tiếp theo, chúng tôi xin được phép trân trọng kính mời đại diện của ban giám khảo ca sĩ Vico Lan Trinh lên sân khấu để trao tặng giải thưởng đến từ nhà tài trợ chủ siêu thị Trang Ra gối nệm Home Decor 365ok.vn. Trao tặng một phần quà chính là một bộ Trang Ra gối hiệu Fuji trị giá 10 triệu đồng. Cảm ơn Vico Lan Trinh. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời giám khảo diễn viên Tú Vi lên sân khấu để thay mặt cho nhà tài trợ và Hanley Beauty and Academy trao tặng phần thưởng trị giá 15 triệu đồng cho Thuận Nguyễn. Và cuối cùng xin được phép trân trọng kính mời giám khảo diễn viên nghệ sĩ Cát Phượng lên sân khấu để thay mặt cho nhà tài trợ chính nhãn hàng Sam Happy hỗ trợ điều trị viên quan trao tặng giải thưởng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt và kỷ niệm chương của quý ông hoàn hảo cho Thuận Nguyễn. Chúc mừng Thuận Nguyễn. Kính thưa quý vị, như vậy chân dung của quý ông hoàn hảo tuần này đã lộ diện, đó chính là diễn viên Thuận Nguyễn. Và chương trình ngày hôm nay đã khép lại. Quý ông hoàn hảo được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media thực hiện với sự đồng hành của nhà tài trợ Thuốc Bổ Gan Covidic của Sapaco và đặc biệt là sự đồng hành của nhà tài trợ chính Sam Heavy hỗ trợ thực hiện chương trình của Sam Phạm Ma. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 22 giờ tối thứ bảy tuần sau trên kênh HTV7. Chào tạm biệt và chúc ngủ ngon.